chào tất cả các bạn đã đến với kênh channel của Thắng. Và hôm nay Thắng sẽ vẫn tiếp tục với series game kinh dị não già Ericsson. Và cũng vừa hay thì cái game này nó có phiên bản mới luôn các bạn ạ, phiên bản 1.4. Và một điều nữa, nếu như các bạn thích cái video này của mình thì bạn nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì start game thôi. Wow các bạn ơi, ở phiên bản này có thêm một nhân vật mới nữa này. Wow, một cái bà già tóc dài. What? Pickman, một trong những thiên tài lớn của bức tranh thế kỷ 20, bị trục xuất khỏi hội các họa sĩ của Miskatonic. Tôi chỉ đến nhà của Eric khi ông đã không được chưa? Eric khi ông đã... What? Eric khi ông đã không được chưa bị mất tầm nhìn của mình. What? Không biết cái thằng chấu tre nào gì cái game này mà tầm nó được bổ ta. Cái dòng này đang nhé phải đọc là khi ông Eric chưa bị mất tầm nhìn của mình, đọc thế là mới xuôi mồm. Cái thằng chấu tre nào dịch cái game này. Một bởi âm nhạc, nó còn một bởi âm nhạc mình béo hiểu luôn. Của mình và khác với bức tranh của ông miêu tả những cảnh điên rồ của cái chết và bóng tối, sử dụng những cơn ác mộng sinh sống dưới chân chúng ta. Những con bị lãng quên là cái đéo gì? Đéo nhớ luôn. Các bạn ơi, thì cái nhân vật này thì các bạn phải mua nhá. Phải mua với giá là 34.000 ở trên Shop Play thì các bạn mới chơi được cái skin bà già này. Thì để những video lần sau mình sẽ mua cho các bạn xem. Còn bây giờ mình sẽ chơi với cái ông não già Eric này. Ngày 1 rồi. Và vẫn như thường ngày các bạn ạ. Buổi sáng thức giấc thì mình sẽ phải đi sửa cái lò hơi. Cái ông não già Eric này suốt ngày phá cái lò hơi của mình. À, chạy à? Mình ăn sáng cho ông Eric ăn sáng bằng một viên gạch. Ôi ôi, khổ thân ông đấy chưa? Làm gì phải cố thân nhỉ? Ông ấy suốt ngày đánh mình mà. À, mình nhìn thấy một cái lọ xịt cồn này. Mình sẽ xịt vào đây để cho mở cánh cửa lò hơi ra. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy 3 tấm gỗ. Trời ơi, thế kỷ sắp 2020 rồi mà vẫn còn đun gỗ thế này. À, có cái chìa khóa luôn. Ôi, đi mở cửa đã. Xong rồi, bây giờ mình... À, đây có một tấm gỗ này. Hay quá. Ôi, các bạn ơi, nhưng phải cẩn thận nha. Cái lão già Eric, ông ấy suốt ngày loanh quanh ở chỗ này luôn ấy. Ông ấy không đi đâu xa ấy. Ui, tôi chết mình rồi. Thôi xong xong. Chết, bây giờ không chạy đâu được. Cứ đóng cửa vào xem nào. Wow, thôi xong. Biết mình cái chết trước mặt rồi nhưng mà mình không làm gì được. Đánh lại chịu thôi. Chạy vào đây rồi không trốn đi đâu được. Ôi rồi. Mới phút thứ 2 chơi game thôi mà đã ăn mất một mạng thế này rồi. Ra đây lấy một cái mảnh gỗ nữa, một khúc gỗ nữa. Ui giời. Cái lão già chó chết. Ra rồi mà chạy nhanh như khỉ. Ôi giời ơi, cái game khỉ gió này. Trời ơi, sao lão già thính thật đấy. Mình chui tận trong này rồi mà biết mình chạy đi đâu được, bị kê. À, nay cho ông ăn sáng một viên gạch nữa. Hay hay. Rồi nha, khúc gỗ thứ hai rồi. Tại sao mà cứ phải đủ 3 khúc gỗ thì cái lò đốt này nó mới hoạt động? 3 khúc gỗ mà có một viên than thôi. Vô lý. Mình phải đi vòng vòng này không cần. Ông ấy thích mình mất. Ông ấy chỉ lân quanh ở đây thôi. Mình chỉ sợ là mình chui ra phát ông ấy xẹt một phát vào mặt mình luôn. Xong rồi nha, mình có 3 khúc gỗ rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái viên than. Không hợp lý một tí nào. Tại sao một viên than này lại có thể đốt cháy được 3 khúc gỗ kia? Vô lý. Thôi các bạn phải cẩn thận nha. Phải rinh rinh. Xong rồi, bây giờ mình sẽ đi vô đây mình sửa ống nước. Ôi, giật cả mình. Lại tặng ông một viên gạch cho ông ăn sáng nè. Lại răng ơi, lợi ở lại. Lợi ơi, răng ở lại. Không ai.
Răng ơi, ở lại với lợi. Ok bạn ơi. Yeah, mình đã lấy được chìa khóa này rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên trên nhà này. Mình mở cái cánh cửa kia ra. À các bạn ơi, mình nhớ ra rồi, mình sẽ cho các bạn xem một cái này nha. Cái ông Eric, ông ấy biết thả bom luôn. Ông Eric biết đánh bom ấy. Đó, mình mở cánh cửa này ra đã rồi, mình sẽ cho các bạn xem. Rồi. Được. Mình sẽ vứt chìa khóa xuống đây. Bây giờ mình sẽ đi ra đây nha. Để cho các bạn xem cái quả bom hẹn giờ của ông Eric. What? Rồi, ngoài thấy chưa? Quả mình giống y như nhà của bà Valak hẹn giờ này. 5 5 4 3 2 1. Bùm bùm. Quả mày quá, mình đứng xa xa ra, mình mà đứng gần là chết luôn. Các bạn đừng có dại gì mà cầm cái quả bom đấy lên nha, cầm lên là chết luôn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài này. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái bản nhạc. Một cái bản nhạc cục xì lầu ông Mê Lắc. Chắc chắn là trong này không có đâu. Ôi giời ơi. Nhưng mà sao ông Eric ông ấy cứ lang thang ở trên này thế nhở? Lúc nãy thì cứ lang thang ở bên dưới kia, mà bây giờ thấy mình lên đây là cũng lang thang ở quanh đây. Không được, mình phải chơi cái biện pháp chôn ông đấy mới được. Đặt một cái vỏ chuối ở đây. Và mình sẽ xem nào. Nhưng mà ông ấy đâu đã? Ông ấy đâu đã? Đâu rồi? À, ông ấy ngã rồi cò. Ui, đậu xanh không phải. Ừ phải rồi, lúc ấy ông ấy vừa ngã xong ông ấy dậy. Thả nào mất cái vỏ chuối. Wow, thôi xong. Xong. Ủa, cái gì vậy? Ông ấy trượt như kiểu trượt marathon. Ôi ôi, trượt đến đâu thì trượt thì cũng phải trượt vỏ chuối mà thôi. Bây giờ mình sẽ đi vô đây, mình tìm kiếm một bản nhạc nha. Đây rồi. Hay quá. Đi ra ngoài đã, đi ra ngoài đọc cái bản nhạc này đã. Không, bây giờ chui sâu vào là không ra được thì lại khổ thắng tê tê. Trời ơi, bài này chắc chắn là bài. Nói chung là mình nhìn không hiểu không? Mình nhìn không hiểu tiếng gì đâu, nhưng mà mình cũng biết bài này là bài cục xì dầu ô mê lắp. Cục xà phòng ô mê lắp. Bây giờ mình sẽ vào đây đặt. Xem nào, mình sẽ chọn cái tấm nào đẹp nhất thì mình sẽ đặt vào đây. Rồi, mình sẽ đặt vào chỗ này. Đó. Các bạn ơi, các bạn phải tìm được cái bản nhạc này. Và các bạn đặt vào cái giá đấy thì những cái món đồ mới ở trên này thì mới hiện ra nha. Các bạn phải nhớ là cái điều đó. Bây giờ mình sẽ đi tìm đồ. Đi tìm đồ để sửa cái đài radio. Radio ở trên. Cái đậu xanh ông Eric này cứ lang thang ở đây hoài. Thôi được, cậy ông ấy đi, mình sẽ đi lấy cái đĩa CD này. Wow, đĩa CD màu đen với màu đỏ. Đĩa này là đĩa ngày xưa của người Trung Quốc đó. Mà sao lại bé tí thế này nhở? Bé như này chắc đựng được 1-2 bài chứ mấy. Đựng được mỗi một bài cục xì dầu ông Vlap. Wow, nhìn nó quay này. Nó quay này, nó đang quay cục xì dầu ông Vlap các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi tìm đồ tiếp. Trời ơi, ông ấy cứ lang thang ở trong này, mình không an tâm một tí nào. Trời ơi, đi vào trong nhà vệ sinh này tìm đồ. Để cho được an toàn, an tâm thì mình sẽ đặt một cái vỏ chuối ở trước cửa đây. Có gì ông ta đi vào nhà vệ sinh thì ông ta sẽ trượt ma la tông cho ngã chết ông ấy đây. Nó thật là xấu xí. Không như thấy cái đếch gì đâu mà xấu. Rồi, nhà vệ sinh nhìn kinh bổ mía ra. Trời ơi, không khác gì cái buồng cầu nhà bà Granny. Trời ơi, ông ấy vẫn ở trên này. Đã mù dở còn cứ thích lang thang ở đây. Rồi, tìm cái gì ở đây. À, mình sẽ vào quầy.
và quầy rút những cái ngăn kéo loại giá xem bên trong ngăn kéo này có đô la Mỹ hay là không có cái gì. Mình chỉ muốn tìm tiền ở trong này thôi. Cái ông mù dở thôi. Bây giờ mình sẽ gọi ông Eric kia là ông mù dở, não già mù dở nha. Bởi vì ông ấy bị mù dở mà. Trời ơi, sao trong này không có gì? Bây giờ mình sẽ đi ra cái phòng này, mình lấy một cái đồ để mình sẽ mở một căn phòng bí mật. Đó, ỏi quậy. Ông, à mày quá. Ông ấy nhìn thấy mình, nhưng mà ông ấy nhìn thấy mình thả chuối phát là ông ấy sợ, ông ấy không dám vô đây nữa. À nhưng mà nhắc đến vỏ chuối banana thì mình lại nhớ ra, các bạn có biết anh chuối không? Có biết giáo sư... Mình cười quá đây. Các bạn có biết giáo sư chuối không? Chắc chắn là nhiều bạn biết rồi mà. Thôi các bạn ơi, mình sẽ đặt cái quyển sách này vô chỗ này để mở một căn phòng bí mật. Không phải chỗ này rồi. Không đặt được. Ờ, đây chỗ này này. Giống y như nhà bà Granny cũng mở ra một căn phòng bí mật. Wow, không biết trong căn phòng đấy có người chết hay là không đây. Và mình sẽ đặt một cái vỏ chuối ở đây để cho an toàn. Chơi nó phải như thế các bạn ạ, này an toàn là trên hết. Wow, đây chính là cái cây đàn violon. Mình nhất định sẽ mang cái cây đàn này đi ra ngoài kia. Ông ấy dậy ở đấy. Hãy ông ấy dậy, ông ấy đi khác rồi. Ui dồi ôi, ông mù dở. Wow. Thì toàn ông Eric này lướt như kiểu lướt sóng luôn ấy. Trong này có cái gì không? Có chìa khóa không? À đây rồi, hay quá, quá là hay luôn, có chìa khóa rồi. Trời ơi, có cái hộp điện thôi mà cũng phải cần chìa khóa. À các bạn ơi, hình như là mình nghĩ là cái ông lão mù dở kia, ông ấy không vào vô đây được đâu mà. Bởi vì là mình phải chui xuống thì mình mới vào đây được mà. Mình nghĩ chắc là ông Eric không vào đây được đâu. Cái điều mình lo sợ nhất là khi vào trong này, vào được nhưng không ra được. Đó, biết ngay mà. Bảo vào được nhưng mà từ nãy giờ còn chưa cả vào được đây. Thôi xong mình rồi. Ê Trời ơi, bố ơi, mình đi đâu thế? Trời ơi, đậu xanh, không biết thằng chậu tre nào thiết kế ra cái khách sạn này đây, để cái phòng thư viện nó sắc rối như thế này. Đấy, cái thằng chậu tre nào nữa lại rơi hết sách ra đây mà không chịu nhặt lên. Trời ơi, sao lại làm ăn chán quá đi. Chậu thật, không biết cái thằng nào thiết kế ra cái phòng thư viện nó chậu như thế này đây. Không có lối đi. À đây rồi. Yeah. On. À up. On. Up up. Up on up 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 on up up. Up on up up. Nhớ nha các bạn, nhớ nha. Nhưng mà trong cái lúc mà tìm đường ra khỏi ngoài này thì cũng quên bố nó mất tiêu rồi. On up up up. On up. Up on up up. Đấy. Vừa bảo ngay mình quên mất tiêu rồi. On up. Up on up up. Up on up up. Ôi nhớ rồi. Up on up up. À hay quá. Cuối cùng thì mình cũng ra khỏi ngoài này. Trời ơi, ông Eric đâu? Thôi mặc xác ông ấy đi, mình cứ vô trong này. Vào nhanh, hay quá, vào nhanh. Trời ơi, ông ấy thính. Mình quên bố mất rồi. Biết ngay mà quên. À không phải. Hình như là mình sẽ phải đi tìm một cái sợi. Ừ đúng rồi, mình quên chưa tìm sợi dây điện. Lúc nãy bảo đi tìm mà bây giờ lại quên. Trời ơi, đâu rồi? Trời ơi, trong tủ này chưa mở này. À, may mắn quá, mở một phát là thấy luôn, may mắn quá. Sao cái sợi dây điện này nhìn đẹp thế nhở? Có màu vàng, màu hồng, màu xanh ra trời nữa. Yeah, mình đã sửa được rồi.
Cái gì đây? Mình quên bố mà, thôi ấn bừa đi. Ẹc. Như là ập. Thôi ấn bừa đi, mình chả nhớ gì. Tại cái phòng chấu tre thằng thư viện nào. Ồ mình đã sửa thành công cái đài radio. Cái đài radio của ông Edic của lão mù dở. Ok ok ok. Và một nấc khóa đã mở ra. Ok các bạn ơi. Ok các bạn ơi, và mình đã sửa được cái đài radio của lão mù dở và cũng đã mở được một nấc khóa của căn phòng của cái nhà lao cây đàn violon ra rồi. Còn mình có lấy được cái cây đàn violon chạy thoát ra khỏi cái khách sạn này không ấy, thì các bạn nhớ đón xem những video lần sau của mình nha. Hẹn gặp lại. Bye bye. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye.